Hello đại gia đình thì sau một buổi sáng đi một vòng tất cả các khu vực ăn sáng ở cái gì ta xứ Mại Linh đó Bé Linh, rồi sau đó ở cả nhà đi một vòng thiền viện Trúc Lâm, đi Dinh Bảo Đại, rồi đó dung vòng vòng xong về tới nhà nghỉ ngơi. Bây giờ tới giờ đi ăn trưa đó, thì đến hẹn lại lên. Bây giờ Bảo sẽ dẫn cả nhà đi ăn trưa ở một quán đó là lẩu gà lá é ở 668 số 2B đường Chu Văn An, phường 2 thành phố Đà Lạt, phường 2, phường 5 gì mà không nhớ, quên rồi. Nhưng mà ở đây lẩu gà lá é cũng rất nổi tiếng, và Bảo cũng là lần đầu tiên mới là ăn lẩu gà lá é, là cũng như là dẫn cả nhà đi ăn luôn, lần đầu tiên cả nhà ăn hết. Thấy là nhiều người review cũng rất là ngon, đặc biệt có danh hài nghệ sĩ Việt Hương cũng đã từng ghé review vẫn ăn. Rồi bây giờ mình sẽ cả gia đình mình sẽ lên đường xem thử coi cái quán lẩu gà lá é nó có ngon như là đồn không nha cả nhà. Mời cả nhà cùng theo chân gia đình mình nha. Đây cả nhà, bây giờ Bảo tới quán 668 rồi nè. Đó, chân gà nướng lẩu gà lá é. Hiện tại là giờ trưa nên là cũng vắng vẻ nên không có ai hết. Nhưng mà phường 3 nghe cả nhà, 2B Trung An, phường 3 thì nó là Lạc. Đó, khuôn viên quán như thế này đây. Ngồi đâu cho mát sáng, dễ quay phim. Dễ quay phim, ngồi ở giữa, nè. Đúng rồi, ngồi đâu dễ phim. Nghệ sĩ. Anh hai chủ quán đây. Ba chủ quán nhà. Dũng hả? Minh Anh nè, người mẫu Minh Anh nè. Thì coi như là từ khi Việt Hương mà người ta review đó nên là thành ra là ấy rất là đông cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi xuống gọi món nha. Rồi đây là cả nhà, đây là cái lẩu gà lá é mình đã gọi ra nè. Cái này cái lớn không ta? Cái lớn à. Để mình coi trong đây có cái gì. Như cái này là nấm bào ngư nè, bào nấm trắng, gà, măng. Nó có măng không? Có, có măng. Có ớt. Ngon à, thấy nghe mùi thơm rồi đó. Còn đây là lá é nè cả nhà. Ủa vậy hả? Lá é đây. À, em chỉ nói giùm em. Nghe cái mùi nó lạ lạ. Lá ăn cái này ăn sao, em lần đầu tiên anh mới biết luôn á. Sao đây? Ăn sống cũng được mà bỏ vào trong đây cũng được. Bỏ vào trong đây à? Cho ớt rồi đi cứ. Chấm cái này nè, mình mua ớt xanh hả? Ớt xanh. Nên. Cho thêm một cái chén. Rồi, bạn sẽ bắt đầu sẽ không thôi. Cái này là đặc sản Phú Yên. Chào mừng mọi người. Phú Yên. Uống đi, mọi người thấy con uống rồi. Xin xin mời. Lần đầu tiên ăn thử một cái lẩu gà lá é này cả nhà. Để thử cái này cho nó như thế nào nha. Rồi. Đi cũng để lá này vô ngâm nè. Chắc vậy quá. Thử. Cách để nóng xong mình bỏ vô. Bỏ ra đâu? Bỏ mà anh, bỏ bé này anh, bỏ cho em không? Để cho nó sôi đi, sôi cho nó sôi, bỏ vô mà. Về chè ăn xong, có vẻ ăn, để kẻ ăn luôn. Không thôi. Dạ. Mình cũng vừa tới ăn luôn. Rồi, ăn lại, ăn hai em. Giống mấy mùi lắm. Giống mùi lắm. Đó, đi đúng loại cây nhúng từ cho tía mình đó. Nó lạ cái nó nhỏ đỏ. Để thử cái nước. Ngọt. Cũng may mắn. Đó, xin mời mọi người nha. May mắn thì giờ mình ăn lẩu ngay lúc này trời mưa vậy. Ấm. Ba ơi. Ba ơi. Ba ơi. Cả nhà thấy nó láo không? Ba ơi cho. Cái bảo ơi không mà bảo ơi vô. Kê dễ thì sợ. Ba ơi. Ba mở mở. Rồi đợi ba tí. Rồi xin mời mọi người dùng chung với gia đình mình nha. Hôm nay mình đến cái quán 668 Đà Lạt. Nổi tiếng khu vực. Nổi tiếng cái khu vực Đà Lạt đây. Cái chỗ gà lá é hả? Lá é. Gà lá é. Món này rồi tiên mình phải ăn thử đi. Không nghe qua chị Việt Hương chỉ dứt. Ăn đi chứ. Ăn đi chứ. Ăn đi chứ. Ăn đi chứ.
thảm điện rồi đút chưa? Trời, hôm nay mưa, giờ này hiện tại đang mưa phùn cả nhà. Chuyển mưa nên cũng hơi lạnh á. Ăn cái lẩu này là đúng bài luôn. Thơm ngon hơn. Bỏ thêm cái này vô thì nó sẽ thơm nè. Nó làm thơm cái thơm cái nồi lẩu mình. Mày đi ra em rồi này á. Nó có mùi này giống xả nữa. Đúng, giống xả, giống xả, giống ai cái mùi rau thơm nữa. Mấy loại đó. Người giống đậu hũ, người giống xả lắm. Nó là cái ngon, nó thơm. Cái nước chấm này nè cả nhà, nó hợp không? Nếu mà không hợp thì bỏ cắt bỏ vệ sinh với nước mắm như vậy. Mình xin mời các anh chị các bạn trong cái kênh YouTube của Quỳnh Chí Bảo nha, cùng ăn trưa với gia đình mình nha mọi người. Em anh trai cho anh xin chén nước mắm không á, nước mắm sống á. Ở đây cũng một chén nữa, bỏ ớt cho thiệt cay. Ớt lên nhà bác. Không, ớt kìa cái. Ớt là dầu, ớt này là nhâm nhâm đó. Để đánh cho rộng không? Dạ. Ngon chứ bà thì ăn các bạn. Cho anh thêm một dĩa bún nữa đi em. Lá é này nè các bạn. Lá é nó thơm ghê. Lá é là sự còn khó thôi. Có mà bán cái này như là ta lấy gì ta bán. Đây, mời cho. Mời cho. Biết gì cho, cầm rất mẻ. Mời cho. Nó nói gì cầm chơi là. Rồi, nói cầm chơi. Rồi, lấy miếng cũng làm chấm miếng gà. Ăn thử là gà ngon. Gà ngon lắm. Mềm. Kiểu là những người ta là gà. Ủa cái chén là được chưa? Rồi xin mời mọi người nha. Nên trời ở ngoài nó âm u quá. Rồi bị lạnh đây, cũng phải chung được cho nó ấm. Này em ăn ngon lắm. Chấm cái nước chấm này thì đúng là nó cũng ấy, nhưng mà mình quen với cái loại nước mắm với nước mắm ớt. Trong cái loại gà này á thì có măng, có nấm phụ ngư nha các bạn. Chuyển âm buồn vui. Tính xong cái này là sẽ chuyển dẫn cho cả gia đình đi Lâm Giang. Mình chưa biết để coi sao. Nếu mà chưa mưa thì mình cứ đi. Nếu mà mưa thì mình qua đây luôn. Đúng vậy, nước mắm. Quá ăn bữa nào. Nước tương á, nước tương ngọt lắm. Quá ngọt. Hôm qua mình ăn hồi Bắc Kinh. Quá ngọt. Nhìn nước tương cái đó nó lạnh quá. Quá lạnh. Nó ăn quá lá cảo không? Lá cảo ghê nè. Lá cảo hay củ cà? Lá cảo. Nó ngọt của gà với lại nấm thôi à. Mùi nó mặn. Lẩu lẩm với rượu. Nước ngon mà hút ngon. Ăn cái nấm mà
bị ra é. Thơm dai dai ngọt thật. Chào con hả? Chào con hả? Đồ hả? Có tiêu xanh nữa à? Tiêu xanh. Tiêu xanh ở dưới. Mệt à, mới trắng. Tiêu trắng, tiêu xanh. Cho nó ngồi vậy là im á. Cho nó gì đó, cho nó cái. Đây là có cái ghế, có cái xem trước, có cái súng. Yêu cầu là anh Bảo, anh Bảo làm món lẩu gà đó, nấu lá é đi. Mình tính làm nhưng mà mình không có biết liệu lá é mình mua ở đâu vậy nè. Tìm hiểu ở trên thì cũng có bán. Tìm hiểu đi, mua món gì có bán nhưng mà dạng như là dạng phải order người ta mới trả tới mình nhập ra. Dạ. Cái lá é thì xuất thấp gì đâu cơ. Phú Yên miền Trung gì á? Mấy cái lá đó, lá là không biết. Dạ. Vui quá ổng hả? Mấy cái lá giống kiểu lá mất mật. Tại vì chị chủ mới là người Bến Tre nè. Đúng không? Nó Bến Tre. Thịt gà mềm nhưng mà ngọt. Bún ổn lắm rồi. Bún đi ngoài. Hả? Bún này. Bún cái bún. Bún cái gì đó ngoài. Kêu thêm. Cho anh thêm dĩa la é đi em. Thì con cái đứa nhỏ này có cũng rất là bận rộn ngay hả, nó tranh thủ ăn uống làm video cũng phải rất là tranh thủ. Nhưng mà người Bảo cũng muốn làm những video chia sẻ cho các bạn để mà khi mà mỗi lần mà các bạn có đến là lấy thì biết được những địa điểm mà ăn ngon, không cần phải sợ những chỗ chặt chém. Rồi, đơn giản mà rất ngon. Ở không nên là lạc, không nên là lạc quán ăn nhiều, hàng nghỉ cũng nhiều, cái gì cũng nhiều đó các bạn. Cho nên là anh Bảo mà muốn tìm những cái nơi mà không phải tìm dễ ngon mà phải đặc sắc nữa. Hôm qua mình đi ăn bên kia cũng đặc sắc không hả? Bò. Không lên đây mình tìm có cái gì nào mình mua lấy bỏ cho mẹ. Đó bụng nè. Đây, nội đây. Sáng ngày ráng là ba mẹ đi ba ông bà ngồi cái gì. Đất hoài cầm dụng mấy lần. Quá ok. Rồi.
nào toàn bún nào. Ngon lắm các bạn. Bún này ăn rất là chuẩn. Ok. Hình như trong thịt gà này người ta ướp trước rồi nắm nắm. Bắt buộc đi đúng rồi. Ngon. Ướp có tiêu có được cái theo. Không biết được cách nấu rồi. Nhưng không có ăn. Cứ là ép cái hầm. Nó làm việc thì chạy lên mạng. Mới nãy các bạn nào mà biết chỗ nào nó là chữ gì mình. Mới nãy thấy cái nấm nấm bà ngư cháy nhỉ một tưởng là mình giống như là sườn non chay rồi vậy, sườn chay thôi. Thầm muốn mua. Đi Đà Lạt mùa này thì nói chung là thời tiết nó không có được lạnh lắm, nhưng mà thì không biết cảm thử sao mà lại hai ngày nay cũng mưa, nhưng nó cũng không có làm ảnh hưởng đến cái cuộc đi chơi của gia đình. Mà để ý cái măng tre này, cái măng này người ta sát không có mỏng, người ta sát cái cục nó dài, ăn cũng mềm. Ớt cay, ớt cay là khỏi chê. Mẹ bún ngon à? Ớt cay thích hà mới ngon hả? Ớt cay ngon. Ớt cay thích hà mới đã các bạn. Cái này là củ trắng chứ nhỉ? Cái này củ trắng hay củ chay? Chị, ra chưa? Đang mặc
trúng vào cái hồ tiêu xanh á, nó thơm. Gà ba này mình nhìn cái bàn chân của gà ba. Lỗ thì có tiêu xanh, có ớt nhưng mà bỏ không có nhiều lắm, có cay giống như là cái thiệp phải không? Bỏ thêm nhiều một xíu thì nó sẽ giống vị cái thiệp như vậy. Sình mình đi ngoan lắm các bạn, sình mình đi ngoan dữ lắm, ăn uống ngon ngoan ngoãn. Chị chú quán là bánh xe đậm hơn với mình luôn. Kia làm sao? Hấp nước rồi. Không có cái quán nào như vậy á. Không mà quán quá trọng. Mày cái bạn. Quán này là bán giờ trên giờ tới chiều mà. Đồng lắm á. Giờ mấy giờ ha? Giờ tới 7-8 giờ đêm là hết. Là bán buổi chiều. Mấy giờ đó? Mỗi mình đi bờ giờ buổi trưa vậy. Họ cho ít người. Không lộn xộn. Thì rồi. Trời đất ơi. Để các bạn, ở đây có gà nướng nữa nè, gà nướng lu nè. Rồi thì cả nhà ơi, coi như là gia đình mình đã ăn xong cái lẩu gà lá é rồi. Thì nói chung là rất ngon. Sẵn là chị này chủ quán là cũng đồng hương luôn, cũng rất là thân tình, dễ thương. Thì nếu mà cả nhà mình ai mà có dịp đến với Đà Lạt, đến với số 2B Chu Văn An, phường 3, thành phố Đà Lạt, thì thưởng thức cái lẩu. Lẩu hôm nay là lẩu lớn là 400, lẩu nhỏ là 300. Đó, thì cả nhà mình ăn một cái lẩu lớn mà hai cũng no, chỉ kêu thêm 3 dĩa bún, 2 dĩa ấy nữa, thì tổng cộng lại nhiêu tiền anh? 500 mấy? 530 ngàn cho 5 người ăn, thì dĩ chi là một người 100 ngàn là ăn rất là ngon so với cái giá cả thị trường ở ở cái khu vực thành phố du lịch như Đà Lạt, mà 5 người ăn một cái lẩu mà ăn uống thêm một chai rượu của ba, nước suối, nước ngọt mà với 530 ngàn thì rất là ok. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào mọi người. Video mọi người. Ba, không ba miếng. Không ba miếng. Giỏi. Không nổi miếng. Không nổi miếng. Không nổi miếng. Bye.